Trong tháng qua, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh thu về 15.035 tỷ đồng, tính tổng 4 tháng đầu năm ước đạt 51.147 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022. Báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết tổng doanh thu của ngành du lịch trong tháng 4 ước đạt 15.035 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa ước đạt gần 3 triệu lượt, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 338.700 lượt, tăng 195,2%. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 51.147 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 10,5 triệu lượt, tăng 54,7%. Khách quốc tế ước đạt hơn 1,38 triệu lượt, tăng đến hơn 1.100% so cùng kỳ năm 2022. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương đang triển khai các nội dung quan trọng của đề án du lịch thông minh giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, bao gồm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch phục vụ 4 đối tượng người sử dụng: khách du lịch, người dân, doanh nghiệp hoạt động du lịch, cơ quan quản lý du lịch, và dự án lắng nghe, phân tích ý kiến trên mạng xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai về sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tập trung khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện gắn liền với các loại hình du lịch tiềm năng thế mạnh của địa phương. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh đã có lần đầu tiên tổ chức lễ hội du lịch Gôn, lễ hội bánh mì Việt Nam lần 1 năm 2023. Tổ chức thành công ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 với chủ đề tâm điểm giao thoa hành trình sống động. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch quảng bá, xúc tiến truyền thông điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố Vibrant To Ho Chi Minh City nhằm giới thiệu hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh sống động, đổi mới từng ngày. Lần đầu tổ chức tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hướng đến kỷ niệm giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 nhằm tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển, xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, cởi mở và hướng đến phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng gắn với văn hóa lịch sử. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân, du khách trong nước và quốc tế. Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 29 tháng 4 năm 30 tháng 4 và không thu phí. Dự kiến trong 2 ngày tổ chức sẽ có 48 đợt tham quan, mỗi đợt cách nhau 20 phút và không quá 30 khách đợt. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Theo dân trí, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.